Đây chiếc MDX cần số này đang zin thì nó xài số móc thôi, nó không có đạp sau được ha. Bây giờ mình sẽ chế để đạp sau, anh em mới đi giày trắng hay là giày xịn rồi họ sợ hư, họ sợ bị có dấu trong cái chỗ của mình nữa. Mình đạp số với quay rim gì đó nó thoải mái hơn. Rồi để mình làm xong mình sẽ quay cho anh em coi ha. Trơn tiếp tục công việc một ngày mới nè, vô đây cho coi cái dân này nè, bị hở bạc rồi, hở bạc nặng rồi.